Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Những đặc điểm của người mang thiên can Mậu. Kính thưa quý vị và các bạn, trong số thập thiên can thì thiên can Mậu là thiên can đứng vị trí số 5 ứng với ngũ hành thổ, với tính chất chỉ sự cứng rắn giống như đất đá. Những người đứng thiên can Mậu thổ là những người có tính cách chủ đạo là ôn hậu, cẩn thận, là người dễ dàng tha thứ. Bên ngoài nhìn mềm mại nhưng bên trong lại kiên cường khí khái, đối với lý tưởng thì rất kiên trì. Để biết những người mang đặc điểm của thiên can Mậu sẽ có những biến động gì về vận trình cuộc đời và tìm hiểu xem các con giáp mang thiên can Mậu sẽ có những đặc trưng về vận mệnh tử vi như thế nào, xin mời các bạn hãy cùng kênh Tử Vi chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Sơ lược về thiên can Mậu. Thiên can Mậu là một trong số 10 thiên can bao gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Mậu đứng vị trí số 5 nên thông thường được coi là thiên can thứ 5. Đứng trước nó là thiên can Đinh, đứng sau nó là thiên can Kỷ. Về phương hướng, thiên can Mậu chỉ vị trí trung tâm. Theo như ngũ hành thì Mậu tương ứng với thổ, đại diện cho màu vàng. Còn theo thuyết âm dương thì Mậu là thuộc dương. Theo mùa thì Mậu là tháng cuối cùng của mỗi mùa. Trong các bộ phận cơ thể của con người thì Mậu đại diện cho dạ dày, lá lách, ruột da, gan, bụng, ngực, tỳ vị và sườn. Thiên can Mậu đại diện cho các nghề nông nghiệp, chăn nuôi, khai khoáng, các công việc giao dịch về đất đai, buôn bán bất động sản, nghề sản xuất phân bón, thức ăn cho gia súc, khoáng vật, đất đá, gạch ngói, xi măng, đồ gốm, đồ cổ hay là xây dựng. Thiên can Mậu gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của thực vật dưới sự tác động của mặt trời. Mậu chỉ giai đoạn cây cỏ bắt đầu phát triển tươi tốt. Theo như âm lịch, thiên can Mậu có kết thúc tận cùng là số 8. Ví dụ như năm 1968, 1978, 1988, 1998, 2008, 2018. Các thiên can địa chi Mậu bao gồm Mậu Tý, Mậu Dần, Mậu Thìn, Mậu Ngọ, Mậu Thân và Mậu Tuất. Hình tượng của thiên can Mậu. Thiên can Mậu thuộc hành thổ là dương thổ, chỉ một vùng đất đai rộng lớn, thịnh vượng, cũng như chỉ đất đai ở những bãi bồi, đá, đất khô hoặc dây, phì nhiêu. Loại đất này có khả năng chống lại sự tràn lan của ao hồ, sông suối. Mậu thổ cũng chỉ đất tường thành và bờ đê. Loại đất này tuy có thể ngăn được nước lớn, bảo vệ con người cây cỏ nhưng không nuôi dưỡng được vạn vật. Loại đất này thường khô cằn, có nhiều đá, sỏi. Nếu thiên can Nhâm giống với nước lũ thì thiên can Mậu chính là loại đất có thể khắc chế loại nước lũ này. Mậu thổ còn có nghĩa là sự coi trọng về bề ngoài, giỏi giao tiếp, có thế mạnh về xã giao, xây dựng mối quan hệ nhưng cũng thường thiếu chính kiến, dễ bị hòa lẫn trong đám đông. Tính cách của những người thiên can Mậu. Những người thuộc thiên can Mậu thường là những người có tính cách chân thành, thật thà, thẳng thắn, không thích nói chuyện vòng vo hoặc nói xấu sau lưng người khác. Họ không thường xuyên thể hiện tình cảm của mình hay giữ trong lòng. Tuy nhiên, một khi đã yêu mến ai, họ sẽ đối xử hết lòng với người đó. Thiên can Mậu cần có một đối tác trợ giúp mới có thể cân bằng tính cách hay do dự, đa sầu đa cảm, thậm chí là ủy mị của mình. Thiên can Mậu là mẫu người có tính tình trầm lặng, điềm tĩnh, giữ chữ tín. Họ coi trọng danh dự của bản thân, không lận lọng với người khác. Một khi đã nói thì sẽ cố gắng hết sức để giữ lời. Tuy nhiên, họ kiêu ngạo nên thường hay tự ái, cố chấp với ý kiến của mình, khó tiếp xúc với những người có quan điểm, tư duy mới. Họ không ưa những kẻ có tính cách hay thay đổi, sống kiểu phù du, được chăng hay chớ, tránh xa những người không biết giữ lời. Người thiên can Mậu là người hoài cổ, họ yêu thích những gì cổ điển, có tính cách xưa cũ, khó thích nghi với những gì thay đổi quá nhanh. Họ thường bảo thủ, có suy nghĩ hơi tiêu cực, thiếu lạc quan. Nếu phải bắt đầu với một công việc mới hoặc một môi trường mới thì họ thường rất khó thích nghi. Những người nằm mạng thiên can Mậu
có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt. Khi còn trẻ, họ thường suy nghĩ thường đơn giản hay nhầm lẫn, đến khi trưởng thành mới dần dần chín chắn hơn. Họ cũng là những người ra trường không chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của người trong gia đình. Nếu là con trai út thì thường hay lo việc mồ mả tổ tiên. Còn người thiên can mậu nữ mạng thường phải chịu nhiều vất vả trong cuộc sống, tính tình khô khan, thiếu mềm dẻo nên thường đơn độc một mình, chuyện tình cảm không mấy thuận lợi. Nhưng nếu biết khắc phục điểm yếu, chịu nghe theo lời góp ý của người khác sẽ gặp nhiều điều tốt lành, đỡ phần lận đận. Vận mệnh người thiên can mậu. Những người có thiên can mậu thường là những người có số khổ trước, sướng sau. Khi còn trẻ, họ thường phải mưu sinh vất vả, thậm chí phải lên núi cao, xuống sông sâu mới có thể khẳng định được bản thân mình. Vì tính cách cố chấp nên thời điểm này họ thường hay va vấp, chưa thể tìm được định hướng đúng đắn cho mình. Tuy nhiên với sự cứng cỏi bẩm sinh, họ vẫn có thể vươn lên sau sóng gió. Nếu được hưởng phúc đức của tổ tiên, người thiên can mậu dù có vất vả tuổi trẻ nhưng kể từ sau 40 tuổi rất dễ làm giàu nhanh chóng, khẳng định được địa vị của bản thân. Những người này thích hợp với những công việc như khai thác mỏ, dịch vụ cầu đường hay là buôn bán nhà đất. Mậu thổ có tính chất dương, nếu trong bát tự mà có chữ mậu chứng tỏ người này có thể đạt được thành công. Tuy nhiên thành công này mang tính quần chúng, mang tính quốc gia chứ không mang lại nhiều lợi ích cho tập thể nhỏ. Như đã nêu ở trên, mậu thổ là đất đai khô cằn, là tường thành hoặc là bờ đê chống lũ, mà nhâm đại diện cho nước lũ. Vì vậy mà người mậu và nhâm có mối quan hệ tác động qua lại rất kỳ lạ. Nếu bát tự của một người đồng thời xuất hiện cả nhâm thủy và mậu thổ là tốt nhất. Nhâm thủy có tác dụng thúc đẩy mậu thổ, giống như con đê chỉ phát huy tác dụng khi có nước lũ. Còn nếu không có nước lũ thì con đê không mang lại nhiều tác dụng, cả đời chỉ là một nắm đất khô cằn mà thôi. Nước lũ giống như những khó khăn, biến cố trong cuộc sống của bạn. Người mệnh mậu thổ vượt qua những gian lao, thử thách để khẳng định chính mình, đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người mậu thổ không có nhâm thủy trong bát tự cũng có cơ hội để khẳng định mình. Bởi lưu liên cứ 10 năm sẽ có một lần gặp nhâm, đây chính là thời điểm để bạn khẳng định chính bản thân của mình. Vì vậy, vào các năm nhâm, bản mệnh cần phải nắm bắt thời cơ, không nên chần chừ, do dự, rất có thể bạn sẽ dựng nên sự nghiệp rất lớn. Đại diện cho thiên can mậu là thổ và cấn. Vì là cấn nên đi đâu xa cũng hay nhớ về gia đình, đặc biệt là nam giới. Dù cho có tính cách gia trưởng, không hay tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng lại là người biết chăm lo cho gia đình, cũng dỗ tổ tiên rất đầy đủ. Người tuổi này thường hay tích tụ nhiều điều trong lòng, không thường xuyên bày tỏ cảm xúc nên dễ mắc bệnh. Bản mệnh cần phải để ý tới tình trạng sức khỏe, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là ở những bộ phận như miệng, dạ dày hay lá lách. Phân tích bát tự của thiên can mậu thổ. Mậu thổ cả đời không tách khỏi ba ngũ hành là giáp mộc, bính hỏa và quý thủy. Xét trên các phẩm chất của đàn ông thì nó sẽ bao gồm: giáp mộc là thất sát, khiêu chiến, tai nạn; bính hỏa là thiên ấn, học thức, tình yêu, sức khỏe; quý thủy là chính tài, thế tử hay sự nghiệp. Ba nguyên tố này nếu thiếu một trong ba nguyên tố đó cũng không thể thành sự nghiệp. Còn xét theo nữ giới thì giáp mộc là thiên quan, tức là tình nhân, chồng, thách thức, áp lực; bính hỏa là thiên ấn, tình thương của người mẹ; quý thủy là chính tài, tức là tiền tài, thu nhập. Nữ mậu thổ đi ra ngoài mới cảm thấy được thoải mái. Thứ nhất, bát tự thiên can mậu thổ nếu sinh vào mùa xuân. Mậu thổ sinh vào mùa xuân là bạc thổ, sinh khí bừng bừng, tốt ở bính, đinh, hỏa. Sinh vào mùa xuân thì phù phiếm, nhờ hỏa giúp đỡ, mộc quá hung tợn, kỵ thủy vượng lên, học thổ giúp kim khắc mộc. Số 2, bát tự thiên can mậu thổ sinh vào mùa hè. Mậu thổ sinh tháng hè thì thiếu nước, nếu được thủy làm mát thì thành công, kỵ vượng hỏa, mộc giúp hỏa nóng lên mạnh mẽ, thủy khắc không ngại, lấy vợ có ích, do vậy nghi ngại mộc quá vượng. Mậu thổ như đất lớn là cánh đồng bát ngát, là núi cao tường thành. Mậu thổ gặp vượng thủy là núi cao như đê lớn rất tốt. Nhiều thổ thành gió, có thủy có mộc trùng điệp núi xanh. Mậu thổ vượng gặp tốt thổ thì ngoan cố, lại sợ gặp hỏa. Không thủy không mộc, mậu thổ yếu, gặp thủy sẽ biến thành băng, có tai nạn.
Số 3, bát tự thiên can mậu thổ sinh vào mùa thu. Mậu thổ sinh vào mùa thu là bạc thổ, hợp với bính đinh hỏa, sinh vào mùa thu con vượng mẫu suy. Mộc thịnh là người hiền lành, hỏa mạnh không xấu, nhưng thủy vượng sẽ nguy nan, cần có cả hai mới có thể giúp lực. Thứ tư, bát tự thiên can mậu thổ sinh vào mùa đông. Vào tháng 11 chi thổ, ngoài lạnh trong ấm, thủy vượng mới tốt, kim nhậu thì con cái xinh đẹp. Mộc giúp cho cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp, chủ về an khang trường thọ. Mậu thổ có núi là loại có thể che trời, có trí tuệ, sinh vào tháng Sửu, Dần, Mùi, Thân thì tương xung. Mậu thổ như đồi núi xung quanh sông, giống như hòn đá sẽ không làm ta cảm thấy bụt lầy. Hơn nữa, nếu có bùn đất xung quanh bao bọc mới bảo vệ được người dân khi nước sông dâng lên. Đặc điểm các con giáp mang thiên can mậu. Thứ nhất, tuổi Đinh Sửu 1997. Tuổi Đinh Sửu nạp âm thuộc hành thủy, do thiên can đinh hỏa ghép với địa chi Sửu thổ. Ta có hỏa sinh nhập cho thổ, can sinh cho chi, nên Đinh Sửu thuộc lứa tuổi có thực tài, thông minh, nhiều nghị lực, thường gặp may mắn ở tiền vận và trung vận. Vì địa chi khắc nạp âm nên cuối hậu vận có nhiều điều bất như ý. Nếu ngày sinh có hàng thiên can mậu kỷ lại sinh vào giờ Sửu, Mùi thì đây là những người tuổi Đinh Sửu được hưởng trọn phúc lớn của dòng họ. Mệnh nếu đóng tại ngọ, xa lánh các hung sát tinh thì cuộc đời sẽ được an nhàn, no ấm. Mẫu người tuổi Đinh Sửu thường là những người cẩn trọng, từ tốn, tuy chậm chạp song hành động vững chắc, sau khi suy nghĩ rất kỹ càng. Tuy không thành công chớp nhoáng giống như các tuổi khác, nhưng lúc thành công thì thường rất ít khi bị thất bại theo sau. Thường là bậc trưởng thượng, trong đạo nghĩa, xử sự hợp tình, hợp lý. Tuổi Đinh Sửu nếu mệnh đóng tại Dần, Mão, Thủa, Thiếu Thời thường vất vả, trung vận sẽ phát phú và nổi danh. Nếu như mệnh đóng tại tam hợp của Tỵ, Dậu, Sửu có cục kim, hay tam hợp của Dần, Ngọ, Tuất có cục hỏa, với nhiều chính tinh trung tinh đắc khách, hợp với mệnh, xa lánh các hung sát tinh. Hình tướng có tam đỉnh cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hãm, bàn tay có ba chỉ sinh đạo, trí đạo, tâm đạo, tạo thành chữ mở ngay ngắn không đứt quãng, lại có thêm hai chỉ may mắn danh vọng, thì đây là mẫu người thành công, có địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề. Tuổi Đinh Sửu là tuổi Hồng Loan ngộ triệt, Thiên Hỷ ngộ tuần, lại thêm cô quả, cho nên có một số ít người với mặt tình cảm sẽ không mấy thuận hảo, đời sống lứa đôi dễ có vấn đề nếu như các bộ sao trên rơi vào cung mệnh, cung thân hay cung phu thê. Đinh Sửu là tuổi hợp với các tuổi ngay giờ tháng năm là Tân Tỵ, Quý Tỵ, Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Dậu, Tân Dậu, Quý Sửu, Ất Sửu. Đinh Sửu kỵ với các tuổi ngay giờ tháng năm là Tân Mùi, Kỷ Mùi, những tuổi hành thổ, hành hỏa, mang thiên can nhâm và quý. Số 2, tuổi Đinh Mão. Tuổi Đinh Mão năm sinh dương lịch từ ngày 29 tháng 1 năm 1987 đến ngày 16 tháng 2 năm 1988. Đinh Mão nạp âm thuộc hành hỏa, do thiên can đinh hỏa ghép với địa chi Mão Mộc. Ta có Mộc sinh nhập cho hỏa, chi sinh cho can, nạp âm thiên can địa chi lại tương hợp ngũ hành với nhau. Cho nên đa số những người tuổi Đinh Mão cuộc đời gặp được nhiều may mắn, ít gặp trở ngại từ thời tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ dàng gặp quý nhân giúp đỡ để có thể vượt qua một cách rất dễ dàng. Tuổi Đinh Mão hỏa tính chứa nhiều trong tuổi, cho nên các bộ phận như tim mạch, ruột, miệng, lưỡi thuộc hỏa dễ bị suy yếu khi lớn tuổi nếu không có chất thủy kiềm chế. Vì vậy Đinh Mão cần phải lưu ý từ khi còn trẻ. Đinh Mão tuy là tuổi âm nhưng vì hỏa vượng nên tính tình cương cường, hơi nóng nảy. Phần lớn Đinh Mão là người đạo đức, nhân đạo, có lễ nghĩa, đầy đủ nhân cách. Từ thời trẻ đã mang tính trượng phu, nghĩa hiệp, có tham vọng lớn lao để giúp đời, giúp người. Vì quá nhiều nhiệt tình, nếu không tự kiềm chế, đôi khi người ta có thể mất phương hướng, bỏ lỡ nhiều cơ hội làm lên sự nghiệp. Đinh Mão sinh vào mùa xuân hay mùa hạ thì thuận lợi, sinh vào mùa đông thì có phần hơi vất vả. Tuổi Đinh Mão nếu như mệnh thân đóng tại Dần, Mão thì thuở trẻ vất vả nhưng trung vận phát phú. Tuổi Đinh Mão có sao Cự Môn đi liền với hóa kỵ, nếu như rơi vào cung mệnh, cung thân thường gây ra nhiều ngộ nhận, bị ghen ghét, đố kỵ. Nếu thêm các hung tinh dễ bị vấn đề về tiêu hóa hay rủi ro sổ nước. Đinh Mão
nếu như mệnh thân đóng tại tam hợp của hợi mão mùi, cục mộc hay tam hợp của dần ngọ tuất, cục hỏa, với chính tinh trung đinh đắc cách, hợp với mệnh xa lánh các hung sát tinh, hình tướng có tam đỉnh cân xứng, ngũ quan đầy đạn không khuyết hãm, da rẻ tươi nhuận, bàn tay có ba chỉ sinh đạo, trí đạo, tâm đạo, tạo thành chữ mở ngay ngắn không đứt quãng, lại có thêm hai chỉ danh vọng may mắn, thì đây đều là những người thành công, có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề. Đinh Mão hợp với các tuổi, ngày, giờ, tháng, năm là Quý Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Kỷ Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Tân Mão, Kỷ Mão. Đinh Mão kỵ với các tuổi, ngày, giờ, tháng, năm là Quý Dậu, Ất Dậu, các tuổi mệnh Thủy, mệnh Kim mang thiên can Nhâm và Quý. Tuổi số 3, tuổi Đinh Tỵ. Đinh Tỵ năm sinh dương lịch từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 6 tháng 2 năm 1978. Mệnh sa trung thổ, đất phả cát. Đinh Tỵ nạp âm thuộc hành thổ do thiên can Đinh Hỏa ghép với địa chi Tỵ Hỏa. Ta có thiên can địa chi cùng hành hỏa lại tương hợp ngũ hành với nạp âm. Vì vậy tuổi Đinh Tỵ thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, gặp được nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ thời tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp được quý nhân giúp sức để có thể vượt qua một cách dễ dàng. Đinh Tỵ nếu sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh, sinh ngày có thiên can giáp, ất, bính, đinh lại sinh vào giờ Sửu, giờ Mùi, thì đây là mẫu người được hưởng phúc đức của dòng họ. Đinh Tỵ hòa tính chứa nhiều trong tuổi, thế nên khi hỏa vượng hay suy làm thiếu chất thủy kiềm chế, khiến cho các bộ phận tim mạch tiêu hóa dễ có vấn đề khi lớn tuổi, vì vậy cần phải lưu ý từ khi còn trẻ. Đinh Tỵ thuộc mẫu người mềm mỏng, nhu thuận, nhân hậu, chịu khó, thích sống nơi đô hộ, song là người đa nghi, thường ẩn tránh, thích làm việc hay hoạt động một mình nơi ẩn khuất, nên dễ thấy đúng sai hay sở trường sở đoản của người khác, do đó khi hành động rất dễ thành công. Họ là người có thiên khiếu về triết học, nghị luận sắc bén. Về mặt tình cảm thì ít khi biểu lộ cho người khác thấy. Phần lớn họ là người có lý tưởng cao xa nhưng không giữ vững được lâu dài. Thời vàng son là ở giai đoạn trung vận. Tuổi Đinh Tỵ nếu như mệnh thân đóng tại dần, mão, thủa thiếu thời vất vả, thế nhưng trung vận phát phú. Nếu mệnh thân đóng tại ngọ, cục hỏa hay tam hợp của Tỵ Dậu Sửu có cục kim với nhiều chính tinh, trung tinh đắc cách hợp với mệnh xa lánh các hung sát tinh, hình tướng có tam đỉnh cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hãm, da rẻ tươi nhuận, bàn tay có ba chỉ sinh đạo, trí đạo, tâm đạo, tạo thành chữ mở ngay ngắn không đứt quãng, lại có thêm hai chỉ may mắn danh vọng, thì đây đều là mẫu người thành công, có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề. Đinh Tỵ là tuổi hợp với các tuổi ngày giờ tháng năm là Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Quý Dậu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Ất Sửu, Tân Tỵ, Ất Tỵ. Đinh Tỵ kỵ với các tuổi ngày giờ tháng năm là Kỷ Hợi, Quý Hợi, các tuổi mang thiên can Nhâm, Quý, mạng mộc hay mạng thủy. Tuổi số 4, tuổi Đinh Mùi 1967. Tuổi Đinh Mùi năm sinh dương lịch từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến 28 tháng 1 năm 1968, mệnh thiên hà thủy, nước ở trên trời. Đinh Mùi nạp âm thuộc hành thủy do thiên can Đinh Hỏa ghép với địa chi Mùi thổ. Ta có hỏa sinh nhập cho thổ, can sinh cho chi, vậy nên tuổi Đinh Mùi thuộc lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có thiên can Mậu Kỷ lại sinh vào giờ Sửu Mùi, thì đây là những người tuổi Đinh Mùi được hưởng phúc lớn của dòng họ. Đinh Mùi nếu như sinh vào mùa thu, mùa đông là thuận mùa sinh, sinh vào mùa hạ, mùa xuân là nghịch mùa sinh. Đinh Mùi thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thành nhã, rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ xử lý công việc. Tuy nhiên đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong tầm tay. Tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên rất dễ thu phục nhân tâm. Nếu như mệnh thân đóng tại dần, mão thì thủa thiếu thời long đong vất vả nhưng trung vận trở nên khá giả. Mệnh đóng tại ngọ, mùi thì danh vọng giàu có. Nếu đóng tại tam hợp của hợi mão mùi có cục mộc hay tam hợp của dần ngọ tuất có cục hỏa với nhiều chính tinh, trung tinh đắc cách hợp với mệnh xa lánh các hung sát tinh, hình tướng có tam đỉnh cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hãm, da rẻ tươi nhuận,
Bàn tay có ba chỉ sinh đạo, trí đạo, tâm đạo, tạo thành chữ mở ngay ngắn không đứt quãng, lại có thêm hai chỉ may mắn danh vọng, thì đây đều là mỗi người thành công, có danh vọng, địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề. Vì thiên can đinh đi liền với hóa kỵ nên rất dễ gặp chuyện thị phi, điều tiếng và hay bị dị ứng về ẩm thực, hay có bệnh về tiêu hóa, rất dễ có vấn đề về đường sông nước. Tuổi đinh mùi, vì đào hồng gặp phụ binh cô quả, hỷ ngộ tuần triệt nên về mặt tình cảm, một số người mặt tình cảm nhiều sóng gió, đời sống lứa đôi ít thuận hảo. Nếu như các bộ sao trên rơi vào cung mệnh, cung thân hay cung phù thê, điều đó càng trở nên ứng nghiệm. Tuổi đinh mùi hợp với các tuổi ngày giờ tháng năm là tân hợi, quý hợi, kỷ hợi, tân mão, ất mão, quý mão, ất mùi, quý mùi. Tuổi đinh mùi kỵ với các tuổi ngày giờ tháng năm là tân sửu, kỷ sửu, các tuổi mạng thổ, mạng hỏa, mang thiên can nhâm và quý. Số 5, tuổi đinh dậu 1957. Tuổi đinh dậu năm sinh dương lịch từ ngày 31 tháng 1 năm 1957 đến ngày 17 tháng 2 năm 1958, mạng sơn hà hỏa, lửa dưới chân núi. Đinh dậu nạp âm thuộc hành hỏa, do thiên can đinh hỏa ghép với địa chi dậu kim, ta có hỏa khắc nhập cho kim, thiên can khắc với địa chi, vậy nên tuổi đinh dậu thuộc lứa tuổi trong cuộc đời gặp nhiều khó khăn ở thời tiền vận. Tuy có gặp may mắn nhưng phần lớn do sự cố gắng kiên trì của bản thân để có thể vượt lên một cách dễ dàng. Hậu vận sung sướng an nhàn hơn do sức phấn đấu của bản thân từ thời trung vận và sự tương hợp ngũ hành giữa thiên can và nạp âm. Hỏa tính chứa nhiều trong tuổi, càng lớn tuổi nếu thiếu chất thủy kiềm chế các bộ phận như tim, ruột, lưỡi rất dễ có vấn đề. Tuổi đinh dậu là tuổi sinh vào mùa xuân, mùa hạ là hợp mùa sinh, sinh vào mùa đông thì thường sẽ rất vất vả. Đinh dậu tuy là tuổi âm, thế nhưng vì hỏa vượng nên một số ít tính cách cương cường, nóng nảy, bất khuất, lại thêm cự môn ngộ hóa kỵ đều thuộc hành thủy. Vì vậy, cuộc đời dễ bị ngộ nhận, thị phi miệng tiếng, dễ bị tai oan, quan sự. Lúc trẻ dễ có vấn đề sông nước hay có bệnh về đường tiêu hóa. Phần đông những người tuổi đinh dậu thuộc mẫu người nhu thuận, mềm mỏng, nhân hậu, chịu khó, thích ở nơi phố thị đông đảo, bản tính siêng năng, cần cù, đúng giờ giấc. Tuy nhiều cao ngạo nhưng có tinh thần trách nhiệm cao, tâm nhìn tinh tế, sắc bén trước mọi vấn đề. Tuổi đinh dậu nếu như mệnh thân đóng tại dần mão thì thuở thiếu thời vất vả, thế nhưng trung vận phát phú. Mệnh đóng tại tam hợp của tị dậu sửu có cục kim, hay tại tam hợp của dần ngọ tuất có cục hỏa, với nhiều chính tinh trung tinh đắc cách hợp với mệnh, xa lánh các khung sát tinh, hình tướng có tam đỉnh cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hãm, bàn tay có ba chỉ sinh đạo, trí đạo, tâm đạo, tạo thành chữ mở ngay ngắn không đứt quãng, lại có thêm hai chỉ may mắn danh vọng, thì đây đều là mẫu người đinh dậu thành công, có địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề. Đinh dậu hợp với các tuổi ngày giờ tháng năm là tân sửu, kỷ sửu, quý sửu, đinh tỵ, ất tỵ, kỷ tỵ, tân dậu, kỷ dậu. Đinh dậu kỵ với các tuổi ngày giờ tháng năm là ất mão, quý mão, các tuổi mang thủy, mang kim, mang thiên can nhâm và quý. Tuổi số 6, tuổi đinh hợi 1947. Tuổi đinh hợi năm sinh dương lịch từ ngày 22 tháng 1 năm 1947 đến ngày 9 tháng 2 năm 1948, mệnh ốc thượng thổ, đất trên mái nhà. Đinh hợi nạp âm thuộc hành thổ, do thiên can đinh hỏa ghép với địa chi hợi thủy, ta có thủy khắc nhập cho hỏa, chi khắc với can, vì vậy mà tuổi đinh hợi thuộc lứa tuổi gặp nhiều trở ngại và nghịch cảnh ở thời tiền vận. Trung vận hậu vận khá an nhàn nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa thiên can và nạp âm, cùng với sự phấn đấu của bản thân để có thể vượt qua các trở ngại trên. Đinh hợi thuộc mẫu người mềm mỏng, nhu thuận, nhân hậu, chịu khó, thích ở nơi đô hộ, ý chí kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có phương pháp xử lý công việc ổn định vững vàng, có tinh thần cầu tiến cao nên dễ dàng thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Tuy là tuổi âm nhưng phần nhỏ có tính cương cường, nóng nảy, ngang tàn, phần lớn đạo đức, có lễ nghĩa và đầy đủ nhân cách. Tuổi đinh hợi mệnh và thân đóng tại dần mão thì thủa thiếu thời lận đận, thế nhưng trung vận phát phú. Mệnh đóng tại tam hợp của hợi mão mùi có cục mộc, hay tại tam hợp của dần ngọ tuất có cục hỏa, với nhiều chính tinh trung tinh đắc cách, xa lánh các hung sát tinh, hình tướng có tam đỉnh cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hãm, da rẻ tươi nhuận,
bàn tay với ba chỉ sinh đạo, trí đạo, tâm đạo tạo thành chữ mở ngay ngắn, lại có thêm hai chỉ may mắn danh vọng, thì đây đều là mẫu người thành công có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề. Đinh Hợi là tuổi hợp với các tuổi ngày giờ tháng năm là Kỷ Mão, Đinh Mão, Quý Mão, Tân Mùi, Kỷ Mùi, Ất Mùi, Ất Hợi, Tân Hợi. Đinh Hợi kỵ với các tuổi ngày giờ tháng năm là Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, các tuổi Mạng Mộc, Mạng Thủy mang thiên can nhâm và quý. Các bạn đã được lắng nghe video những đặc điểm của người mang thiên can Mậu Thổ của kênh Tử Vi. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!